Quay. Nghe nói á, ông nhận lương thấp tè à. Mà với kinh nghiệm 40 năm trong nghề như ông, làm sao mà chấp nhận được cái số lương mà giống như là người thợ thử việc được, đúng không? Không lẽ ông làm gì đam mê? Dạ, chào cô. Lần sau á, chú ăn sáng trước khi vô xưởng. Không gì làm gì ăn, cũng không ăn trước mặt mọi người như vậy. Đây là nội quy của xưởng, chú chưa đọc hả? À, dạ, tôi xin lỗi. Sao chưa đâu giờ đâu hết trơn vậy? Được rồi, chụp hình xong rồi gửi qua điện thoại cho chú. Chú sẽ tìm cách giải quyết ha. Chú đang làm hàng ngoài hả? À, dạ đâu có cô. Chú mới vô làm à? Mà con thấy thái độ làm việc của chú như vậy là không được rồi đó. À, dạ thưa cô, nếu như tôi có làm gì không đúng, cho tôi xin lỗi, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Cái gỗ đó chú tự khắc hả? Dạ. Những lúc rảnh rỗi tôi thường hay làm những cái đồ chơi nhỏ như vậy để cho mấy đứa con nít. Nếu như cô thích thì tôi tặng cô làm kỷ niệm.